Xin chào các bạn. Thì gần đây cũng khá nhiều các anh chị các bạn hỏi mình về cái vấn đề là chương trình IB. Làm IB thì nó có tốt hay không? Hay là làm IB nó như thế nào? Muốn làm IB thì phải làm sao? Những cái lợi ích khi mà làm IB cho sàn. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu được đó là cái từ IB là gì. IB chính là cái từ viết tắt của tiếng Anh. Nó có nghĩa là nhà môi giới đó các bạn. Thật sự ra thì về cái IB chúng ta hiểu một cái vấn đề là đối tác. Cái chương trình người ta chia sẻ cái lợi nhuận, chia sẻ cái doanh thu với những cái khách hàng, với những cái đối tác của họ. Ví dụ các bạn làm môi giới bất động sản hoặc là các bạn bán hàng mà theo tiếp thị liên kết ấy, đó cũng là hình thức môi giới, hình thức giới thiệu để hưởng cái phần trăm hoa hồng. Thì hầu như tất cả các sàn giao dịch Forex hiện nay đều có những cái chương trình liên kết tiếp thị IB cho những ai có nhu cầu mong muốn. Đây cũng là một trong những cái kênh truyền thông marketing thu hút khách hàng để có thể là thứ nhất là chia sẻ cái lợi nhuận đó và giúp những cái người mà tham gia cái chương trình môi giới này, những cái nhà môi giới này có thể kiếm cho họ những cái người khách hàng tiềm năng đó, và từ đó người ta có thể là phát triển cái sàn của họ cũng như là phát triển những cái hình thức của họ kinh doanh người ta đang muốn phát triển mạnh mẽ hơn bằng thông qua cái nhà môi giới. Vậy làm môi giới có tốt hay không, nhất là IB? Thì thực tế ở trên thị trường hiện nay có rất nhiều các IB sàn cũng như là cái IB làm cho sàn. Thì cái việc mà tốt hay xấu thì tùy theo cái quan điểm nhìn nhận của mỗi người cũng như là cái cách làm của mỗi người. Ở lĩnh vực nào thì cũng sẽ có vấn đề thôi các bạn ạ. Cũng có mặt tốt mặt xấu, cũng có những cái mà chúng ta nhìn thấy nó tích cực, cũng có những cái vấn đề tiêu cực. Thì ở trên thị trường Forex này là một thị trường tài chính mà nó rất tế nhị nữa, liên quan đến tiền bạc nữa. Nên là rất nhiều các anh chị các bạn cũng lấy hình thức là làm IB nhưng mà lại dụ dỗ khách hàng tham gia vào những cái chương trình nó không tốt, hoặc là không cho khách hàng hiểu rõ được những cái vấn đề và khiến cho người ta hiểu nhầm. Thậm chí có nhiều IB đã làm cho khách hàng giao dịch cháy tài khoản hoặc là đánh khối lượng rất lớn để có thể là kiếm được lợi nhuận. Thì cái điều này nó cũng là một cái vấn đề tiêu cực. Tuy nhiên là chúng ta nhìn trên cái mặt tích cực của nó thì việc các bạn có đăng ký qua IB hay không, có đăng ký qua người giới thiệu hay không, thì các bạn phải biết một điều là các bạn cũng mất một cái mức phí đó. Ví dụ như các bạn có giao dịch ở một cái sàn nào đó mình không biết, các bạn mở tài khoản, các bạn giao dịch, các bạn bỏ ra một cái số tiền đó, khi các bạn mở là các bạn giao dịch, các bạn đã mất cái số tiền đó rồi, chứ không phải là qua IB các bạn mới phải mất cái hoa hồng đó. Cái hoa hồng đó là ở sàn người ta sẽ thu về. Khi người ta đã thu về một cái mức hoa hồng như vậy rồi và người ta chấp nhận, người ta chia sẻ ra, có nghĩa là chia sẻ với những ai mà có khách giới thiệu, có người giới thiệu được khách thì người ta chia sẻ một cái phần đó, có nghĩa là cái số tiền IB đó là ở bên sàn, cái hoa hồng đó là ở bên sàn người ta chia sẻ lại cho những người làm đối tác môi giới IB. Thì các bạn phải hiểu rõ cái điều đó. Còn cái việc mà các bạn có mở qua IB hay không thì các bạn cứ mất 5 đô trên một lót hoặc là 7 đô trên một lót đó, thì cái tiền đó các bạn dù giao dịch qua IB hay các bạn không giao dịch qua IB thì các bạn đều phải mất một cái mức phí đó cho sàn. Nha, các bạn phải hiểu rõ điều đó. Rồi, với bản thân mình thì mình suy nghĩ IB trên một cái mức tích cực, đó là mình có làm truyền thông, có làm những cái kênh mạng xã hội, có làm website, có làm chia sẻ cộng đồng, thì cái việc làm IB của mình thấy là nó kiếm thêm cho mình một cái nguồn thụ động, không phải là bây giờ đâu mà đã từ rất lâu rồi. Mình không dám nói là tất cả những cái nguồn thu của mình là từ IB, nhưng nó là một cái phần khá là lớn giúp cho mình có được một cái nguồn thu nhập nó thụ động hơn, và từ đó cái tâm lý của mình nó cũng ổn định hơn và giao dịch nó sẽ tốt hơn nha. Đến thời điểm hiện nay thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho các anh chị các bạn một số cái thông tin về cái chương trình đối tác của sàn Just Market này, và cũng đồng thời so sánh với một số các sàn khác thì Just Market có những cái ưu điểm như thế nào và có những lợi ích gì, mang lại cho các bạn những cái lợi ích như thế nào, thì các bạn quan tâm có thể theo dõi nha. Thì hiện tại Just Market cũng đang có chương trình
giới thiệu cho nhà môi giới đó có thể kiếm được lên đến 65% doanh thu của chúng tôi. Có nghĩa là người ta có thể chia sẻ cái lợi nhuận của họ, chia sẻ cái doanh thu của họ cho các nhà môi giới lên đến 65% nha các bạn. Thì đây cũng là một trong những cái sàn mà đang có một cái chia sẻ nó tương đối là lớn và chúng ta hoàn toàn có thể là quan tâm được nhá. Thì ở đây các bạn cũng chú ý một số cái thông tin mà Just Market chia sẻ có thể là mang đến cho chúng ta. Đó là lên chia sẻ lợi nhuận lên đến 65% này, và chúng ta có thể là dễ dàng rút tiền này. Và nó có một cái chương trình riêng cho những cái khách hàng trung thành, cũng như có cho chúng ta một cái trang quản lý liên kết cá nhân. Và những cái chiết khấu này nó sẽ tự động vào tài khoản của chúng ta, và nó sẽ có nhiều cái cấp bậc để chúng ta có thể là hưởng được những cái mức. Nếu mà chúng ta kiếm được cái nguồn khách hàng tốt đó thì người ta cũng sẽ chiết khấu cho các bạn được cái mức nó tốt hơn, cũng như là các bạn sẽ được thanh toán nhanh chóng và có người hỗ trợ các bạn, có những cái công cụ hỗ trợ các bạn qua link, qua mã tiếp thị. Thì đối với sàn Just Market thì hiện tại có khá nhiều cái thông tin nên là mình muốn chia sẻ để cho những anh chị các bạn nào đang quan tâm thì mọi người có thể theo dõi được nhá. Thì chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ cái chương trình IB? Thì mỗi cái chương trình IB của mỗi cái sàn thì nó sẽ khác nhau, và ở đây thì các bạn kiếm được nhiều hay kiếm được ít nó phụ thuộc vào cái cách mà các bạn đang làm. Ví dụ như bản thân mình này, mình có phát triển website, có phát triển kênh YouTube cũng như là TikTok, Facebook đó. Thì ở những cái nguồn đó mình có chia sẻ những cái kiến thức, và những cái kiến thức mình chia sẻ đó thì cũng có khá nhiều các anh chị các bạn đang quan tâm đến lĩnh vực tài chính. Các bạn theo dõi, thì những anh chị các bạn nào mà theo dõi những cái kênh của mình thì các bạn biết đến những cái sàn, và mình cũng có hỗ trợ một số sàn và các bạn ủng hộ mình, đúng không ạ? Mình chia sẻ kiến thức thì những cái kiến thức mình chia sẻ với các bạn mình không có thu phí mà. Thì có rất nhiều các anh chị các bạn cùng ủng hộ mình từ đó, hoặc là các bạn đang xem những cái video của mình đây, chia sẻ trên mạng, phân tích rồi có những cái thông tin gì hay thị trường mình cũng chia sẻ với các bạn. Thì những ai yêu quý, yêu thích thì các bạn có ủng hộ mình. Thật ra thì khi các bạn giao dịch qua cái sự giới thiệu của mình thì các bạn cũng không mất gì. Thay vì vậy các bạn được sự hỗ trợ của bản thân mình và cũng như đội ngũ của mình nữa, thì cái điều đó nó sẽ giúp cho các bạn có được cái sự hỗ trợ nó tốt hơn, đúng không? Ví dụ tự các bạn giao dịch đi thì khi các bạn gặp một cái vấn đề gì đó thì các bạn rất là khó để các bạn giải quyết. Nhưng mà khi mà các bạn có sự giúp đỡ hỗ trợ của mình thì đôi lúc mình có thể là hỗ trợ các bạn những cái khó khăn trong quá trình các bạn giao dịch được. Còn cái việc làm IB thì nó cũng phải cần thời gian chứ không phải nói là làm được đâu các bạn ạ. Cái con đường mà chúng ta muốn làm nó chính thống, muốn làm cho nó lâu dài bền thì các bạn cần phải có một cái kế hoạch nó rõ ràng. Thì từ đó thì các bạn có được nhiều cái khách hàng mới, có được nhiều người, sự ủng hộ của nhiều người, thì số tiền các bạn kiếm được có thể là nó sẽ tăng lên theo cái những cái giá trị mà các bạn mang lại. Các bạn cũng phải cần cái sự cố gắng, chứ còn nếu mà ai cũng làm được thì nó không hề đơn giản rồi, các bạn phải hiểu như vậy. Ngoài ra thì với Just Market đó, thì các bạn chú ý là người ta cũng sẽ có những cái chương trình, các phần thưởng thêm cho những cái khách hàng của đối tác hàng tháng với cái số tiền tùy theo cái việc mà các bạn thu hút được khách hàng cũng như cái khối lượng giao dịch của khách hàng của các bạn, thì người ta sẽ có cái phần thưởng dành cho các bạn ở mỗi tháng hoặc mỗi quý tùy theo cái chương trình thì các bạn sẽ được nhận nhá. Rồi giờ bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu và chi tiết hơn vào cái chương trình của Just Market. Thì cái đường link này mình cũng có để ở dưới cái phần mô tả của video để các bạn có thêm cái thông tin cho những ai mà đang muốn tìm hiểu về Just Market cũng như tham gia cái chương trình đối tác với Just Market nha. Thì để bắt đầu với đối tác thì chúng ta cũng cần phải có một cái tài khoản, đăng ký với sàn đó. Và cái hình thức đối tác thì chúng ta có thể qua liên kết đối tác này hoặc là qua mã đối tác. Thì ở sàn người ta sẽ cung cấp cho các anh chị các bạn những cái mã hoặc cái link điện đối tác này, và các bạn có thể giới thiệu để có được khách hàng. Về cấp độ thì các bạn cũng thấy là với Just Market họ có rất nhiều cái cấp độ khác nhau tùy vào cái việc mà các bạn phát triển nó như thế nào, thì mỗi cái cấp độ nó cũng sẽ có được cái phần thưởng nó tương ứng. Ở đây thì các bạn có thể là xem cái phần thưởng cho đối tác ở mỗi cái loại tài khoản. Các bạn chú ý là ở mỗi cái loại tài khoản nó cũng sẽ có cái mức thưởng khác nhau, tại vì
ở một số sàn hoặc là ở trên Just Market các bạn cũng thấy là mỗi tài khoản, mỗi cái loại tài khoản thì nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau, cũng như là cái phí nó khác nhau. Thì ở trên này nó cũng có một cái bảng về cái mức phí của Just Market cho những cái loại tài khoản, thưởng cho các loại tài khoản mà khi các bạn giao dịch, đúng không? Các bạn có thể là được chiết khấu từ cái chương trình. Rồi đánh giá cấp độ thì thường thường ở đây Just Market người ta sẽ phụ thuộc vào cái khối lượng giao dịch. Ở đây thì có 3 tháng đầu tiên chúng ta, người ta sẽ dựa vào cái khối lượng giao dịch của đối tác của các bạn, khối lượng giao dịch của khách hàng của các bạn để người ta có thể là nâng cấp độ cho mọi người. Vì vậy những cái tháng đầu tiên các bạn có thể là nên lên được cái cấp độ nó tương đối là tốt. Hoặc là cái giai đoạn đấy này, các bạn có thể là trong vòng 3 tháng đó các bạn có thể là nhân 3 cái cấp độ của các bạn lên bằng cái khối lượng của các bạn. Mà nếu các bạn có được cái khối lượng giao dịch nó lớn thì các bạn sẽ lên được cái cấp độ nhanh hơn. Chắc chắn là cái cấp độ nó cao hơn thì các bạn sẽ được cái nhận được cái chiết khấu nó tốt hơn. Về cái phần khu vực đối tác á, thì Just Market cùng hỗ trợ cho những ai làm đối tác á, có được đầy đủ những cái thông tin, ví dụ như những cái bảng điều khiển này, cũng như là báo cáo khách hàng đã đăng ký thành công bao nhiêu này, hoặc là báo cáo cái thống kê của khách hàng giao dịch như thế nào hàng ngày cho các bạn, để các bạn có thể cập nhật được thông tin nó tốt nhất và rõ ràng nhất. Hệ thống hoàn tiền thì đây là một cái phần của chương trình IB đối tác, và có thể là hoàn tiền một phần, thậm chí là hoàn tiền 100% của đối tác cho khách hàng thu hút. Ở đây cái chương trình này á, là ví dụ những ai làm đối tác mà muốn hoàn tiền cho những ai mà đăng ký ở bên dưới, có nghĩa khách hàng, ví dụ như thay vì người ta hưởng cái hoa hồng thì người ta có thể là hoàn cái hoa hồng đó cho khách hàng, hoặc là người ta chỉ nhận những cái hoa hồng nó ít thôi và người ta sẽ giúp cho khách hàng hưởng được cái lợi nó tốt nhất. Thì cái hệ thống hoàn tiền này có thể là thậm chí là cái người đăng ký đó người ta có thể là hoàn tiền 100% luôn. Thì ở đây những anh chị các bạn nào mà quan tâm thì cũng có thể là sử dụng cái hình thức này cũng tương đối là tốt nhỉ. Về cái chương trình thưởng hàng tháng cho đối tác thì nó lên đến 2.000 đô. Thì cái này nó phụ thuộc vào cái khối lượng giao dịch của khách hàng, hoặc là cái việc mà các bạn thu hút khách hàng như thế nào. Tiếp theo đó là cái chương trình đối tác phụ. Đối tác phụ có nghĩa là các bạn làm đối tác cho sàn Just Market nhưng mà dưới các bạn, ví dụ những người mà các bạn giới thiệu lại làm đối tác nữa, thì các bạn lại hưởng thêm được cái phần trăm hoa hồng. Thì tuy nhiên là ở trong cái chương trình này nó cũng có một cái vài điều kiện với những cái người mà làm đối tác. Các bạn đừng có nghĩ là làm đối tác nó đơn giản, các bạn đăng ký cái là được liền và các bạn cứ giao dịch như vậy. Nó có một số cái điều kiện thì lát nữa mình cũng sẽ chia sẻ rõ và mình so sánh cho các anh chị các bạn để mọi người có thể là hiểu rõ hơn nhá. Just Market thì mình cũng có làm vài cái video chia sẻ với các bạn rồi, và các bạn chú ý là Just Market đó, để mà hỗ trợ khách hàng tốt nhất và giúp cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất thì người ta cũng hạn chế cái chênh lệch giữa giá mua và giá bán, cũng như cái bảo vệ cái trượt giá khi mà tin tức xảy ra. Thì cái điều này cũng khá nhiều các khách hàng cần. Nhiều người á cũng sử dụng các sàn rồi nhưng mà đôi lúc do sàn là bị trượt giá quá, hoặc là gặp những cái vấn đề mà giãn rét thì chênh lệch giữa giá mua giá bán, những giờ giá tin nó quá lớn và dẫn đến có nhiều người không thích và người ta sẽ chuyển đổi các sàn và thành thể ra mất khách hàng. Thì Just Market theo mình được biết thì người ta cũng có những cái để bảo vệ cái vấn đề trượt giá này, giúp cho khách hàng có thể là ở lại với sàn lâu hơn và có thể là tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà giao dịch có thể giao dịch trong lâu dài nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ chia sẻ một cái so sánh giữa các sàn như sàn Just Market, sàn XM, sàn Auto FX và sàn IC Market. Thì cái cơ chế cũng như cái chính sách IB đối tác của các sàn này nó như thế nào, thì mình có so sánh một số cái thông tin sau này để cho các anh chị các bạn có thể là tiện thể so sánh và hình dung được một số cái điểm nổi bật là ở đây các bạn chú ý. Ví dụ như ở cái điều kiện cơ bản đi, thì như các bạn thấy thì Just Market sẽ cung cấp cho chúng ta 6 cái cấp độ, và thường là cái thời gian xét duyệt đó, nó sẽ trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên với những cái anh chị các bạn mà có được những cái lượng truy cập này, click vào link này, cũng như là số lượng các nhà giao dịch mới thu hút được nhiều hơn, thì các bạn hoàn toàn có thể là rút ngắn cái thời gian đó lại trước 3 tháng cũng được nha các bạn. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho các bạn là
không phải chờ đợi cũng như là phát triển nó sẽ tốt hơn. Các bạn chú ý ở đây đó là không nhất thiết là chúng ta phải cần đến 3 tháng, mà nếu những anh chị các bạn mà các bạn có một cái nền tảng tốt cũng như có những cái nền tảng mạng xã hội, các bạn xây dựng được những cái trang web hoặc là phát triển bên Facebook, TikTok hoặc là YouTube, cũng như là những cái gì mà các bạn có thể phát triển nhanh hơn, thu hút được khách hàng tốt hơn, thì các bạn hoàn toàn có thể là cập nhật nó nhanh hơn được, chứ không cần đến 3 tháng. Thì cái này cũng là một trong những cái rất tốt để cho những cái anh chị các bạn không cần phải chờ đợi đến 3 tháng thì chúng ta mới nhận được cái hoa hồng này. Thì một cái điều cũng tương đối là tốt với những anh chị các bạn mà làm đối tác của Just Market. Đối với sàn XM thì nó có 5 cấp độ và thời gian đủ điều kiện có thể là 1 tháng và thanh toán thì hàng tuần. Còn sàn Hustle FX thì thời gian đủ điều kiện là hàng ngày thôi, thanh toán hàng ngày luôn. Còn sàn IC Market ở đây thì nó chỉ có 1 cấp độ thôi và điều kiện có thể là hàng tháng thì chúng ta mới được cái khoản thanh toán. Thì ở đây chúng ta thấy một điều là với những cái điều kiện cơ bản như thế này thì sàn Just Market chúng ta để đủ điều kiện thì chúng ta phải trải qua 3 tháng, và trong vòng 3 tháng này họ cũng có thể là nâng cái cấp độ cho các bạn và được cái thanh toán hoa hồng nó sẽ tốt nhất đó. Và chú ý cho các bạn là thanh toán hoa hồng sẽ gửi về hàng ngày nhá cho mọi người. Rồi một cái mà các anh chị các bạn cũng rất quan tâm đó là khi mà giao dịch với vàng, đúng không ạ? Nhiều các anh chị các bạn giao dịch với vàng hoặc một số cặp tiền tệ thì nó sẽ như thế nào. Thì với vàng á, đối với cái hoa hồng đối tác cố định ở mỗi một lô có thể lên đến 25 đô đó, thì với vàng tiêu chuẩn là từ 4 đô đến 12 đô đó. Đối với sàn XM thì cố định mỗi lô lên đến 25 đô và đối với tiêu chuẩn thì 3 đô đến 10 đô. Đối với sàn Hustle FX thì từ 1 đô đến 12 đô, còn đối với IC Market là 7 đô. Còn đối với tiền tệ ở đây có EU thì các bạn sẽ thấy là EU tiêu chuẩn từ 4 đô đến 10 đô. Và đối với sàn XM thì là EU ở đây tiêu chuẩn từ 3 đô đến 9 đô. Và đối với Auto FX từ 1 đô đến 12 đô và IC Market là 4 đô. Thì cái hoa hồng của sàn Just Market cũng khá là tốt. Các bạn chú ý cái hoa hồng này người ta đang tính trên cái mức tiêu chuẩn nha. Còn nó phụ thuộc vào rất nhiều nữa, nó phụ thuộc vào cái dạng tài khoản của các bạn giao dịch là dạng tài khoản nào. Thì đây người ta lấy cái dạng tài khoản tiêu chuẩn để người ta so sánh. Thì các bạn chú ý cái phần hoa hồng này. Về cái phần yêu cầu trình độ thì thời gian này phải trải qua ở Just Market đó là 3 tháng, và các bạn có cơ hội là nhân 3 cái hoa hồng của các bạn lên. Về cái khối lượng giao dịch, nếu các bạn đạt tốt thì có thể nhanh hơn rất là nhiều. Đây, nó có thể có những cái cấp độ. Thì một số cái thông tin trên này các bạn có thể là theo dõi nhá. Mình có để các bạn so sánh đó, mọi người có thể theo dõi được. Một cái điều nữa các bạn cần chú ý đó là đối với Just Market đó, cái vấn đề mất trạng thái IB, các đối tác IB sẽ được bảo vệ khỏi mất trạng thái IB cho 3 cấp liên tiếp. Có nghĩa là khi mà các bạn sử dụng thì người ta sẽ bảo vệ cho các bạn những cái cấp IB của các bạn. Rồi đây, những IB phụ thì có thể được 10%. Cái vấn đề mà để kích hoạt IB phụ á, thì các bạn chú ý đối với sàn Just Market ở đây á, người ta phải đòi hỏi là phải là đối tác cấp bạc tối thiểu và có 3 đối tác nâng cao ở IB cấp phụ đó. Còn đối với sàn Auto FX thì để kích hoạt được IB phụ chúng ta cần phải có 5 đối tác này. Rồi một cái quan trọng nữa mà chúng ta cần biết đó là về cái điều kiện giao dịch các dạng tài khoản mình có chia sẻ với các bạn rồi. Thì ở Just Market thì chúng ta có các dạng tài khoản như Standard này, Standard Sen này, Raw Red này hoặc Raw này. Tuần 7 thì lên tới 1-3 ngàn và không có chương trình hoán đổi tất cả các khách hàng đó có. Thì ở đây thì đối với sàn XM thì đòn bẩy lên đến 1-1 ngàn thôi đó. Sàn IC thì đòn bẩy có 1-30. Thì các bạn chú ý một số cái thông tin ở trên đây mình có chia sẻ so sánh ở trên màn hình. Thì mình cũng vừa chia sẻ và so sánh với các bạn về cái chương trình đối tác của một số sàn giao dịch và so sánh sàn Just Market với các sàn trên. Thì các bạn cũng thấy là Just Market đang có những cái chương trình rất là hấp dẫn để thu hút các khách hàng, cũng như là mình nhìn thấy nó tương đối là chuyên nghiệp. Thì ở những cái chị các bạn nào quan tâm những cái chương trình này thì chúng ta có thể là
theo dõi. Thì các bạn muốn tham gia chương trình thì các bạn chỉ nhấn vào trở thành đối tác này, hoặc một số cái này thì các bạn nhấn bắt đầu ngay là ở đây được này, trở thành đối tác này. Đó, cái đường link thì mình để dưới cái phần mô tả của video. Và các bạn cần phải đăng ký đối tác IB, ví dụ như ở đây ở Việt Nam đúng không ạ, chúng ta cần chọn quốc tịch Việt Nam đây ạ. Các bạn điền mail, điền mật khẩu vào và chúng ta sẽ nhấn tạo tài khoản đăng ký thôi. Rồi sau đó chúng ta nhấn tạo tài khoản. Sau đó thì ở đây là một cái giao diện của chương trình đối tác. Thì cái giao diện thì nó cũng tương đối là dễ nhìn. Các bạn trực tiếp các bạn sẽ thấy được là ở đây chúng ta sẽ có một cái link đối tác này. Các bạn sẽ sao chép cái link đối tác này cả. Các bạn đi giới thiệu. Đây, các bạn giới thiệu cho ai đó, các bạn chỉ cần gửi cái link đối tác này là sẽ được. Và người ta sẽ đăng ký cái link. Ngoài ra thì chúng ta cũng có cái mã đối tác, các bạn có thể sao chép cái mã đối tác này để chúng ta gửi đưa cho họ để họ có thể đăng ký theo cái mã đối tác nha. Ở trên này thì cái vấn đề khách hàng hoặc là thống kê như thế nào thì nó cũng sẽ có ở đây, nó cập nhật đầy đủ cho các bạn, là các bạn sẽ có được cái thống kê về doanh thu và cũng như là cái tiền hoa hồng của các bạn trả về nó như thế nào. Thì trước khi mà các bạn thực hiện đó, thì mình nghĩ các bạn nên đăng ký hồ sơ cho nó đầy đủ, điền thông tin nó đầy đủ. Khi mà các bạn đã đăng ký đối tác thì các bạn xác minh nó đầy đủ thông tin về ngày tháng năm sinh, địa chỉ, các bạn điền đầy đủ vô đây thôi, tên họ đúng không, rồi chúng ta cung cấp số điện thoại, cung cấp địa chỉ và những cái giấy như căn cước công dân của các bạn để up lên để xác minh cái tài khoản của các bạn. Sau này cái vấn đề nạp rút của các bạn nó sẽ dễ dàng hơn. Thì về cơ bản nó khá là đơn giản. Nếu các anh chị các bạn nào quan tâm đến sàn Trade Market thì cũng có thể tham khảo nha. Mọi người chú ý là tất cả nội dung trong video chỉ mang tính chất giới thiệu chia sẻ chứ không phải là lời khuyên đầu tư. Rất mong các anh chị các bạn hiểu rõ điều này. Bản thân mình cũng chia sẻ để cho các anh chị các bạn biết được mình có phù hợp hay không. Chắc chắn đây cũng là một trong những cái luồng ý kiến hơi trái chiều. Có rất nhiều người thì cảm thấy bình thường, nhưng mà có rất nhiều người thì lại cảm thấy có vấn đề. Đối với chương trình đối tác thì mình thấy đây cũng là một trong những cái nguồn mà chúng ta có thể là hướng tới kiếm cái nguồn thụ động trong tương lai. Và nếu các anh chị các bạn có kiến thức cũng như là có những cái điều kiện thì các bạn cũng có thể là phát triển những cái này để có kiếm thêm cho chúng ta những cái nguồn thu nhập thụ động, từ đó chúng ta cũng có được cái tâm lý giao dịch nó sẽ tốt hơn cho sau này và chúng ta gắn bó với thị trường được nha. Rồi, chúc các anh chị các bạn giao dịch tốt trên thị trường cũng như là kiếm được các kênh, kiếm được lợi nhuận trên thị trường nha. Chào các anh chị và các bạn.